Xin chào các đồng chí, hôm nay mình sẽ cầm vị tướng Cúc Văn, đó là vị tướng Ebersu. Hôm nay cán bộ sẽ cầm cái vị tướng Ebersu để đi đường mít và chia sẻ cái cách lên đồ phù hiệu và bạn Ngọc và cách chơi của vị tướng Ebersu cho anh em nhé. Thì vị tướng Ebersu này là một vị tướng Cúc Văn trong cái làng, đó là về kỳ thị với anh em ạ. Thì anh em biết rồi đấy, khi mà vị tướng này mà bốc lên á thì bị tem nó sẽ chửi, đó là Ebersu mặt lơ, ngắm hoài này đó, ngắm một ngắm là chết một thằng nha anh em. Anh em biết rồi đấy, vị tướng Ebersu này nhiều anh em chơi á thì hay bị chửi, bị kỳ thị, bị nói có Ebersu là chắc chắn là 98% là thua rồi, còn chỉ có 2% là hòa thôi anh em ạ. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách chơi vị tướng Ebersu này. Nói mình sẽ bắn thằng Richter nó nằm trong bụi nha anh em, mình quay chờ này, đấy mình đặt mắt chỗ này nha anh em, đặt mắt chỗ này, nếu có là mình sẽ bán luôn. Rồi bây giờ xuống dưới này, tiếp theo là cái thằng nào gần hết máu này. Mày hả bưởi, chạy loạn chúng tôi hả bạn, chết ngang Richter liền anh em ạ. Chạy vào trong trụ nhưng không thể thoát được cái viễn trình kích của vị tướng Ebersu nha anh em. Này thì mấy hôm nay thì anh em thấy trên cái crunch mà cao thủ á, thì thường thường khi mà beat Ebersu thì sẽ bị chửi rất là nhiều, bị chửi đó là 98% là thua rồi, chỉ còn 2% là hòa thôi. Này thì hôm nay mình sẽ chơi cho anh em biết đó là cái kết của HD Game 76 mà cầm vị tướng Ebersu nha anh em. Bây giờ mình sẽ hết chiêu 2 rồi, mình lên mình bắn tay lên anh em, cứ từ từ mình lên mình bắn tay thôi. Đây mình sẽ đi chăm sóc vào ông bóng đá để mình tàng hình nha anh em. Bắn trúng chim nữa anh em ạ, bắn trúng chim của tem bạn luôn. Đây rồi giật ulti chết ngay vị tướng mid của tem bạn. Chết luôn anh em ạ. Pha này là mình không còn cái chi thức chết nè. Anh em thấy không, cứ quay bắn cái bùm một phát là trúng ngay vị tướng Ebersu 2GT của tem bạn anh em ạ. Rồi thì để mà chơi tốt vị tướng Ebersu á thì anh em phải biết được cái nội tại cái chiêu thức, cái cách combo của vị tướng Ebersu, cách chơi như thế nào nha. Còn về video bạn Ngọc vô hiệu thì lúc nào clip của mình cũng là 2 phút cuối clip thôi anh em, chơi xong là mình sẽ chia sẻ cho anh em chơi. Này đây nè anh em thấy không, đấy, một phát bắn là rọc chết ngay bài lính, trúng ngay cái vị tướng Crazy của thằng bạn, cảm ơn mát chỗ này nha anh em. Rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua cái chiêu thức của vị tướng Ebersu cho anh em nào chơi, anh em mới biết được cái tại sao nó mạnh, tại sao nó yếu chứ. Nhiều lúc là anh em cứ vô chửi cú, gây ức chế cho đồng đội, cứ quay bán là trúng, chính xác 100% nha anh em. Bụp, giật công ty nè, úi dùi, vào là mày, chơi mày luôn, khô máu. Bán một phát là ngay cái đầu là thấy yếu máu liền anh em ạ. Bán phát trúng cái viễn trình kích là thấy yếu máu liền. Rồi bây giờ sẽ chia sẻ cho anh em biết cái nội tại đây này nó, anh em thấy không, cứ bán vô đi là trúng thôi mà. Tiếp tục mẹ. Chết ngay anh em ạ, thằng hai cái viễn trình kích là sắp mặt rồi. Thằng kia có cái thằng ê đây nó đi tới đây luôn, mình không thấy anh em ạ, không thấy anh em ạ. Cuối cùng là nó cũng phải chết thôi. Batman mà gặp Ebersu là coi như phế toàn tập anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cái nội tại của vị tướng Ebersu là cái nội tại bán tỉa nha anh em. Nên là có cái đòn đánh thường của vị tướng Ebersu á thì nó sẽ gây 338 sát thương vật lý, tuy nhiên là viễn trình kích là không thể chí mạng, và mỗi phần trăm tỷ lệ chí mạng của Ebersu sở hữu nó sẽ tăng 3 công vật lý. Và khi mà thoát khỏi giao tranh thì Ebersu có thể tiến vào trạng thái tận hình khi mà đi gần những cái tường nha anh em. Đó là cái nội tại của vị tướng Ebersu. Như vậy thì Ebersu nó không thể là bán chí mạng được nha anh em. Mà nếu mà giả sử như mà anh em lên cái thánh kiếm á. Ê anh ơi anh làm gì vậy? Úi trời. Anh định bác tôi đó. Batman cuối cùng là vô trong trụ, chưa kịp bác là lên kia bị Nero nó bàm như một phát cái cầm cái hồ sơ mà đi đầu thai với anh Dinh Dân Dương liền anh em ạ. Cắm mắt chỗ này nha anh em. Rồi tiếp tục thôi.
cái chiêu một của vị tướng Esu là cái ưng trộm nha anh em. Ui chùi, lại trống ghê anh em ạ. Cứ bắt phát bắt trống như thế này. Đây nữa này. Chùi, làm một phát là tím người liền anh em ạ. Yếu máu liền, đi về ngay. Này quay 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 chạy đâu. Ui chắc rồi anh em ạ. Pha này mình chả thấy nó đứng đâu hết, mình đang bừa. Mình đoán nó ở trong đó, mình cứ bắn vào trong đó thôi. Rồi, đây rồi. Ê làm gì vậy? Ui chùi, quay công ty đẹp á. Mình cuối cùng nó phải về chồng trời thôi. À, ra là mày một phát ngay cái đầu là yếu máu liền anh em ạ. Tiếp tục chạy đó bạn ơi. Mình nhím. Ui xui, chạy được kìa. Bạn ấy quá là hay anh em ạ. Và đó bạn Richter của team bạn dùng hết tất cả các chiêu thức để mà chạy. Cuối cùng ui xui, Aaron nó chạy vào trong trụ lắm gì nhỉ? Ý, chắc rồi, phải được chắc rồi. Rất là tiếc anh em ơi. Ở trên kia, Batman xuống, trời ơi, có con mắt kìa bạn ơi, làm gì hổ báo dữ vậy, à, thì cái chiêu 1 của vị tướng Esu là ưng trộm nha anh em. Ưng trộm là gì? Là ưng trộm thì Esu sẽ đặt một cái con mắt và nó có tầm nhìn, và nó sẽ những cái vị tướng tàng hình, ví dụ như Batman ngủ không, những vị tướng tàng hình thì nó sẽ hiện nguyên hình lên nha anh em. Ví dụ như Batman hồi nãy, nó đi vô trong cái phạm vi của con mắt của mình là nó hiện hình lên. Nhưng mà vị tướng Batman của team bạn hình như cũng hổ báo cáo trồn anh em ạ. Cứ bon vào là cuối cùng là bị team mình nó đập cho không còn mảnh giáp, mà đi về cái hồ nước mà ngồi đếm từng giây một anh em ạ. Rồi tiếp tục. Chiêu này là cái chiêu miễn trình kích, này là cái chiêu mà độc nhất vô nhị của vị tướng Esu. Ui dù bạn cặc rồi anh em ơi. À miễn nhiễm chứ không phải là lạc trúng, nhưng mà trúng khi mình vị tướng Richter của team bạn dùng chiêu 2 anh em. Thì viễn trình kích thì nó sẽ Esu sẽ nhắm bắn gây là 1000 cộng cho 240% công vật lý sát thương, kèm theo là làm chậm 90% tốc chạy trong vòng 0.5 giây. Và khi mà anh em ngắm bắn thì nó sẽ trong vòng 2 giây nó mới chuẩn được nha anh em. Khi mà anh em ngắm bắn nó sẽ có cái khức, mà qua cái khức đó thì cái tia màu đỏ đi tới đâu thì nó sẽ dính tới đó. Ui, ngay cái đầu liền. Đừng đo đây, mình quay thêm một hiện động nữa là nó chết ngay nè anh em ạ. Ví dụ trên kia team bạn đang định cướp bùi xanh của team mình à. Đâu có được, đâu có dễ như vậy. À đây rồi, bán luôn nha anh em. Giật chiêu cuối lên và bán ngay, chết ngay vì tướng Greasy của team bạn. Cho dù Greasy bật chiêu cuối đi chăng nữa thì chỉ cần một bán thường của Esu là đã chết rồi nè. Rồi, cái chiêu anh em nâng mát cái chiêu 2 này cho mình nha, cái chiêu viễn trình kích này cho mình. Rồi cái chiêu này nó bắn cực kỳ xa luôn anh em ạ, và nó sát thương cực kỳ lớn. Thì vị tướng Esu là một vị tướng cấu rỉa, thì anh em cứ đứng tầm xa ngắm bắn nha. Đấy, nhiều lúc là anh em cứ ngắm mà bắn trật á thì anh em hay bị chửi lắm. Này thì anh em muốn bắn tốt như vậy thì anh em cái cách ngắm bắn á thì anh em sẽ quay cái chiêu của chiêu 2 này trở về phía sau, để cho cái tia laser nó không có bị lộ. Và khi mà đủ 2 giây hay là cái khức của cái chiêu 2 nó vừa tầm á, thì anh em sẽ quay về phía trước và bán. Đó là cái mẹo bán Esu. Nói chung là tùy anh em thôi, anh em có thể là dùng chiêu như thế nào nó hợp lý là được. Nhưng mà đúng ra là cái nó phải qua cái khức của cái kia thì nó bán chuẩn hơn nha anh em. Đó là cái chiêu của vị tướng Esu. Này bây giờ mình sẽ ngắm nè. Đó, anh em thấy không, mình hay quay như thế này để mình ngắm. Úi chùi, chặt rồi. Rồi anh đẩy cái trụ thôi anh em. Nếu mà pha đó mà trúng một phát thì thằng Guido của team bạn nó cũng gần chết thôi anh em. Bởi vì Esu mạnh quá mà. Esu mạnh quá mà. Ê kìa, anh em thấy không? Thấy gì không? Batman nó chuyên gia đi vào cái trong cái con mắt của mình anh em ạ. Khi mà đi vào cái con mắt của mình. Chết mẹ, úi chùi, chặt kìa, cay thế nhỉ. Chết ngay. Úi dù anh Tây lên làm gì? Anh Tây lên làm gì? Này. Trúng này vẫn trúng anh em ạ. Trúng đó anh em thấy không? Thấy thằng Chrissy mất nhiều máu không? Ê thôi anh ơi, thôi mà Richter nó khi mà nó Richter này nó quýnh hay lắm anh em ạ. Giật bóng qua bên cái bụi này chạy luôn nha anh em, không chơi với Richter nha, bởi vì Richter nó có chiêu 2. Khi mà nó bật cái chiêu 2 lên đó thì anh em không bắn vào sát thương nó đâu. Mà Richter này sát thương nó chọt những vị tướng ở đây máu giấy như mình là nó chọt phát chết ngay luôn anh em ạ. Rút chiêu về ngay. Ngắm. Ui hồi, bắn phong long cho vui mà. Dư đoạn mà. Rồi, về cái chiêu cuối của vị tướng Esu thì chỉ là một cái chiêu giật bắn bình thường. Đấy, thì anh em sẽ bắn
về phía trước và Esu sẽ giật về phía sau. Cái chiêu này thì thường thường là anh em sẽ dùng để tẩu thoát và dứt điểm những vị tướng máu giấy và nó gần sót tới mình. Đó. Về cái video bản ngọc phù hiệu thì sẽ cuối clip mình sẽ chia sẻ cho anh em nha. Bây giờ mình sẽ tập trung mình chơi và mình bình luận vui vẻ cho anh em xem. Lúc nào cũng vậy. Chứ để anh em cứ vô trong cái kênh của mình comment bản ngọc như thế nào anh? Ui, xem clip của HD Game 76 mà không biết bản ngọc ở chỗ nào thì chịu á. Ê anh ơi, ôi trời, anh chơi cái trò bay vào đây mà súng này. Ê rồi chết mình luôn rồi. Hay quá bạn ơi. Tóc biến. Ê ôi trời ơi, xong mình luôn rồi. Mấy thằng nó cố giết mình anh em ạ. Nó cố giết mình nên là vào đó mình giết được hai thằng nhưng mà cuối cùng vẫn bị chết với cái chiêu của vị tướng Kidu anh em ạ. Kidu nó chưởng phát sắc mặt luôn. Đúng rồi. Bầm tụi nó liền chứ đâu phải chuyện giỡn đâu. Đấy, Aaron của team mình đã tiêu diệt được Guido rồi. Trả thù sơn mỹ cho vị tướng Esu. Đấy, mình giết được 9 mạng, chết 1 mạng nha nè. Chết 1 mạng sau đó thì team bạn nó 3-4 thằng nó cố giết mình cho được. Nên là cuối cùng là mình cũng phải về nhà mà đếm số cho nó vui. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục là cầm cây súng lên và ngắm bắn thôi anh em. Muốn chơi tốt Esu thì anh em cứ bình tĩnh mà chơi nha. Anh em cứ ngắm cho trúng chứ đừng có bắn chặt một cái thì cái thằng support của team mình nó hay chửi lắm anh em ạ. Nhiều lúc là nó lên nó cố gắng nó tâm cho mình ghê gớm mà mình bắn chặt một cái thì nó sẽ gây ức chế cho đồng đội. Hay này mình sẽ ôi dù chặt rồi anh em, pha đó thì nó hơi tầm hơi xa. Từ từ bây giờ mình sẽ lên đây mình giết thằng Batman thôi. À, đây rồi. Richter bắn tay luôn nha anh em. Bắn tay luôn, đập bộ kêu cho vị tướng Triệu Văn của team mình. Rồi, tới tàu thằng xe xa này thôi. Đấy, tàu thằng xe xa. Khi mà anh em đập được cái 5 cái nội tại ở dưới cái chân của mình thì anh em bắn sẽ sát thương cực kỳ lớn nha. Ê, rồng, úi dù, mình thương không rồng. Cái con tàu thằng xe xa nó đập phát mình chết luôn chứ. Rồi mình biến về nha anh em. Grack làm gì vậy? 2 dây tê của team bạn nó xỉa không còn răng ăn cháo đâu bạn ơi. 2 dây tê thì nó sẽ đánh được những cái vị tướng mà trâu bò nha nè. Trâu bò là chịu không nổi với sát thương của vị tướng 2 dây tê đâu. Bởi vì vị tướng 2 dây tê là nó sát thương chuẩn. Ba con lính này nãy anh em thấy bắn phát là cái lượng sát thương là cỡ 2000 máu là ít chứ đây nè. Trúng nè. Ui dồi, mình tưởng nó đứng trong đó chứ. Cắm mát cho anh em. Cắm mát để mình cấu rỉa. Này cắm mắt chỗ này nè. Đó thì team bạn nó muốn phá thì nó phải đi ra khỏi cái tường đó. Mà muốn đi ra khỏi cái tường đó thì mình đứng phía này là mình bắn nó tiêu đời rồi. Richter nè. Ý chùi may không là bị dính chiêu của vị tướng Guido rồi. Bắn vô nghe anh em. Mình đứng ngoài sao mình giết thôi. Đây rồi. Bắn tay và bắn thường. Còn hai chiêu nhưng mình sẽ lên bắn tay nha nè. Cuối game là mình chơi bắn tay cho nó mạnh. Chứ đừng ngắm. Úi xùi chết kìa. Chết ngay. Úi trời ơi, vừa ngắm bắn chết ngay vị tướng Batman của team bạn luôn em ạ. Đấy, hiện lên liền. Crazy bây giờ mình chỉ cần bắn một bắn là nó yếu máu liền anh em ạ. Crazy mà trúng một cái viễn trình kích của Esu là nó sẽ mất gần hơn nửa cái máu nha anh em. Bởi vì Esu lượng bây giờ lượng đam của khá là to rồi. Đây. Đây nè, 3.900 máu nha bạn ơi. Đào chạy đâu, chạy đi đâu các bạn ơi. À, nó chạy qua phía này anh em ạ. Nào qua bên đó đẩy cái trụ anh em. Mình đặt mắt khá là nhiều nên là mình sẽ không sợ vị tướng Batman ganh nha anh em. Batman nó ganh thì mình sẽ lấy thay đường. Đây. Thằng nào vô đây đẩy cái phá ăn mát. Vô đây phá, vô đây phá ăn mát rồi nè. À Batman kìa. Batman, ui dù, nó chạy nhanh quá, mình bị trật rồi anh em. Cắm mát chỗ này, tướng Batman nó có hiện lên không. Chết, Richter kìa anh em. Ôi, chết rồi, tóc biến qua bên này. Trời, tóc biến qua phía bên game team của mình. Nếu mà mình có chết thì team mình nó sẽ giết được. Ui xùi, chết rồi anh em. Mình biết ngay pha đó mình linh cảm không tốt về vị tướng Richter của team bạn rồi. Richter mà khi mà nó đã cố gắng nó giết mình rồi thì mình sẽ cố gắng mình chạy về phía team của mình. Lỡ mình có chết thì team mình nó giết nhưng mà cuối cùng vẫn không giết được Richter. Nó giết mình Richter đi, đúng rồi. Chiêu 2 kìa, hút, đúng rồi, hay quá. Rồi đó, hút pha chí mạng luôn đó. Và đó Richter không thể chạy được nữa rồi.
vì tướng Triệu Văn của tên mình mà nó búa một phát sát thương chuẩn thì có màn Richter nó chết ngay anh em ạ. Rồi bây giờ sẽ tới phần video Văn Ngọc và các phù hiệu cho anh em nhé. Về bản ngọc chuẩn và mạnh nhất của vị tướng Esu á, thì anh em có thể dùng bản ngọc 16% tỷ lệ chí mạng kèm với 10% tốc đánh và 10% tốc chạy nha. À, tại sao là mình lên cái bản ngọc như thế này thì mình sẽ giải thích cho anh em nha, để gắn ngọc cho anh em xem. Đầu tiên về ngọc đỏ thì anh em sẽ gắn ngọc đó là tỷ lệ chí mạng cho mình 1,6%, gắn 10 viên cho mình nha để có 16% tỷ lệ chí mạng. Về ngọc tím thì anh em sẽ gắn ngọc đó là 1% tốc đánh, 1% tốc chạy, gắn 10 viên cho mình. Về ngọc lục thì anh em sẽ gắn ngọc đó là công vật lý và xuyên giáp cho mình. Để mình giải thích cái chỗ 16% tỷ lệ chí mạng, khi mà anh em cầm 16% tỷ lệ chí mạng thì khi cái tỷ lệ chí mạng này nó sẽ chuyển thành công vật lý cho vị tướng Esu. Như vậy đầu game thì anh em sẽ có 16 nhân cho 3, bởi vì nội tại của vị tướng Esu khi mà 1% tỷ lệ chí mạng sẽ cộng 3 công vật lý thì sẽ có 48 công vật lý, gần 50 công vật lý anh em ạ. Như vậy là đầu game anh em bắn rất là thốn đúng không, gần nửa món đồ rồi. Về cái phù hiệu của vị tướng Esu thì anh em sẽ cầm phù hiệu luyện kim để sau khi mà anh em tung chiêu cái đồng quân thường trúng tướng địch sẽ cộng thêm vàng và tối đa là 900 vàng nha anh em. Cầm của cầu ăn xương này, tiếp theo là anh em sẽ cầm cái thợ sang, cuối cùng là anh em sẽ cầm cái luyện kim. Dòng dưới thì anh em sẽ chọn cái vật khủng mang và chọn cái ma hóa, tiếp theo là em sẽ chọn cái vật khủng mang và chọn cái cường công để tăng cái sát thương vật lý cho vị tướng Esu. Rồi về cái trang bị thì cái chiếc giày thì anh em sẽ lên cái giày du mục để tăng 25% tốc đánh nha. Rồi cái kiếm thì anh em sẽ lên cái kiếm ma samura để tăng 75 công vật lý, 10% giảm hồi chiêu và nó có cái nội tại là xuyên giáp cộng 40% xuyên giáp. Cái món thứ ba thì anh em sẽ lên cái kiếm Faric để tăng cái công vật lý cộng cho 30% tốc đánh cộng 10% hút máu và nó có gây cái sát thương đó là hơi thở rồng, thì đánh một cái lần đánh thì nó sẽ cộng thêm 8% máu hiện tại của mục tiêu. Rồi cái món không thể thiếu của vị tướng Esu đó là cái nanh Faric để cộng cho 200 công vật lý và nội tại là chinh phạt sau khi máu của mục tiêu xuống dưới 50% thì sẽ chịu thêm 30% sát thương. Cái món tiếp theo nó là cái phức hợp kiếm, thì cái này thì anh em có sức mạnh nguyên tố là sau khi mà anh em tung chiêu cái đòn đánh thường tiếp theo nó sẽ cộng thêm 100% cái sát thương vật lý, mà Esu thì sát thương vật lý cực kỳ lớn anh em ạ. Và cái cuối cùng là anh em sẽ lên cái giáp hộ mệnh nha để cộng cho 120 giáp, đồng thời là nó sẽ phục sinh sau khi mà chết thì anh em sẽ 2 giây sau thì anh em sẽ hồi sinh lại. Mình vừa mới chia sẻ cái bản ngọc phù hiệu và cái lối lên đồ chuẩn và mạnh nhất của vị tướng Esu cho anh em chơi. Chúc anh em xem clip vui vẻ và anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Muốn chơi vị tướng nào thì anh em hãy comment với phần bình luận để mình làm cho anh em xem nha.